Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục với bài số 28 luyện tập chung. Và bài trước chúng ta đã luyện tập xong, cùng nhau thực hiện xong bài luyện tập số 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài luyện tập số 2 với nội dung cũng như là yêu cầu như sau. Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng, kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ. Ở đây có hình vẽ 3 điểm M, N, P thẳng hàng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vẽ 3 cái điểm này ra và kể tên các cái đoạn thẳng có trong hình vẽ nhé. M, N, P thẳng hàng. Mình sẽ vẽ vào bảng để chúng ta cùng nhìn. Đây chính là 3 điểm M N P thẳng hàng. Thì bây giờ chúng ta cùng kể tên các cái đoạn thẳng trong hình vẽ. Đoạn thẳng là gì? Đoạn thẳng chính là nối giữa hai điểm lại với nhau. Vậy thì chúng ta dựa vào cái thước đó, chúng ta hãy tìm xem ở đây có bao nhiêu đoạn thẳng. Đầu tiên chúng ta thấy có điểm M và điểm N. Ta có đoạn thẳng là, thứ nhất là đoạn thẳng MN, đúng nào? Tiếp theo điểm N với điểm P, ta được đoạn thẳng thứ hai là đoạn thẳng NP, đúng nào? Tiếp theo chúng ta thấy có điểm M với điểm P, ta được đoạn thẳng là đoạn thẳng MP, đúng không? Và chúng ta có 3 điểm MNP cùng nằm trên một đoạn thẳng. Đây chính là 3 điểm thẳng hàng. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong yêu cầu của bài luyện tập số 2. Đó chính là tìm các cái đoạn thẳng. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.